Đối với nhiều người, việc nghỉ hưu mang lại khoảng thời gian tự do để nghỉ ngơi hoặc bắt đầu thực hiện một sở thích hay đi du lịch tùy vào điều kiện và sức khỏe. Tuy nhiên, việc nghỉ hưu cũng mang lại sự hụt hẫng về tinh thần và tạo nên áp lực căng thẳng cho không ít người, đặc biệt là những người lao động chuyên cần, từng dành nhiều tâm huyết cho công việc. Lúc này, cơ thể và lối sống chưa kịp làm quen với việc được nghỉ ngơi toàn thời gian. Cảm giác nhớ công việc, nhớ các mối quan hệ công sở khiến cho người lớn tuổi không thoải mái, thậm chí có phần bức bối, dễ nóng giận vì mỗi ngày đều nhàn rỗi. Bên cạnh đó, người lớn tuổi sau khi nghỉ hưu còn dễ bị căng thẳng do gặp những lo lắng, áp lực về tài chính, cảm thấy xa cách với bạn bè và gia đình, thấy mình bị cách biệt với xã hội và đối mặt với một loạt vấn đề sức khỏe ngày càng gia tăng. Sau đây là những bí quyết giúp người lớn tuổi có thể giảm bớt căng thẳng và tận hưởng trọn vẹn những năm tháng nghỉ hưu. 1. Giao lưu xã hội. Cần xây dựng những mối quan hệ thân thiết, tham gia các hoạt động nhóm hay đến dự những bữa ăn với hàng xóm. Kết nối với người khác là một trong những điểm mấu chốt làm nên một cuộc sống dài lâu và khỏe mạnh. Hãy lên kế hoạch những hoạt động để thực hiện cùng bạn bè, những thành viên trong gia đình, tham gia các lớp học, tiếp tục học hỏi và tìm kiếm những niềm vui cho riêng mình. 2. Chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Không nên dừng các hoạt động thể chất khi về hưu. Tuy nhiên, cần bảo vệ bản thân khỏi những chấn thương, ví dụ như khớp xương, để cơ thể luôn nhanh nhẹn, hoạt bát. Đây cũng là khoảng thời gian người lớn tuổi cần ăn uống cẩn thận hơn bao giờ hết, ngủ đủ giấc và nhờ sự giúp đỡ về thể chất khi cần. 3. Làm những điều mình thích và những điều mới mẻ. Hãy coi nghỉ hưu là cơ hội để chúng ta thực sự khám phá những điều mình thực sự mong muốn. Việc thể hiện bản thân, học hỏi những điều mới mẻ và sáng tạo có thể tạo ra niềm vui và đem tới sự thanh thản cho tinh thần, cũng như duy trì sức khỏe tổng quát. Hãy giải tỏa căng thẳng và biến cuộc sống khi về hưu thành một cách để tận hưởng những năm tháng an nhàn như một phần thưởng cho bản thân mình. 4. Kiểm soát áp lực về tiền bạc. Trước khi nghỉ hưu, hãy chuẩn bị tinh thần cho bản thân tốt nhất có thể, trong đó bao gồm cả việc trả hết nợ nần. Nếu đã về hưu, hãy cắt giảm những chi phí không cần thiết, sống trong phạm vi ngân sách mà mình có, chia sẻ với những người về hưu khác và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống giản đơn.